Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin. Con hằng cậy trông ở lời Chúa. Kẻ chú tâm vào lời Chúa dạy sẽ gặp điều tốt lành. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa, được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người. Người lập nhóm 12 để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Người lập nhóm 12 và đặt tên cho ông Simon là Phêrô. Rồi có ông Giacôbê con ông Zebêđê và ông Gioan em ông Giacôbê. Người đặt tên cho hai ông là Boanerge, nghĩa là con của thiên lôi. Rồi đến các ông Andrê, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Tadeo, Simon thuộc nhóm quá khích và Judas Iscariot là chính kẻ nộp người. Nhóm 12 là những người đầu tiên được Đức Giêsu mời gọi và tuyển chọn. Họ là những con người bình dị với những xuất phát điểm thấp kém trong xã hội thời đó, nhưng vẫn được mời gọi để trở nên tông đồ của Chúa và cộng tác với người trên hành trình rao giảng tin mừng. Để chương trình cứu độ của Chúa Cha sớm được thực hiện và lan rộng, Đức Giêsu đã thiết lập nhóm 12 để các ông ở với người, thấm nhuần giáo huấn của người, được người dạy dỗ, được chứng kiến những điều kỳ diệu người làm và được người sai đi rao giảng nước Thiên Chúa. Họ được gọi bằng một cái tên rất thân thương là tông đồ, cái tên gắn liền với sứ vụ. Họ là những người được Thiên Chúa gọi và chọn một cách đặc biệt, được tách riêng ra để ở với người và làm việc cho người. Với những xuất phát điểm thấp kém, họ vẫn được Đức Giêsu gọi và chọn giữa muôn người để trở thành những vị tông đồ của Chúa. Họ được trao ban đầy tràn thần khí, tình yêu và lòng nhiệt huyết để thi hành sứ vụ tông đồ của mình. Ngang qua trình thuật lời Chúa hôm nay, Đức Giêsu cũng gợi nhắc cho chúng ta rằng mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi và tuyển chọn để trở nên môn đệ của Chúa trong những ơn gọi khác nhau. Dù sống trong những ơn gọi khác biệt, chúng ta vẫn được mời gọi rao truyền đức tin và đức ái Kitô giáo cho những người chung quanh. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Anne, trinh nữ tử đạo, một mẫu gương sống đời thánh hiến trọn hảo để chúng ta noi theo. Xin Thánh Nhân nguyện cầu cùng Chúa giúp chúng ta sống trọn ơn gọi của mình. Lạy Chúa, xin thánh hóa, biến đổi chúng con và dùng chúng con như những khí cụ hữu hiệu của người giữa thế gian, như xưa Chúa đã gọi và chọn các tông đồ. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa.